bà con nha, hôm nay nó có khôi thuộc con TF Indonesia nha bà con. 120 là 12 ngựa nè. Nặng 102 kg là cái máy. Toàn máy nặng 102 kg. Còn khung sắt là luôn, đây cái khung của nó đây. Không biết khung của nó đây là nặng 132 kg. Cái khung nặng gần 30 kg. Đây khôi thuộc nó ra nè đó. Nó đẹp bà con ơi. Đây, sản xuất nó gấp tại Indonesia. Theo tiêu chuẩn bản quyền Nhật Bản, hai ngựa đẹp bà con ơi. Quá đẹp luôn, bu ly có sẵn luôn. Quá đẹp. TF 120. 12 ngựa, quá đẹp bà con ơi. Nó chát trong thùng. Mới nó khỏe bà con ơi. Con ra trục trặc có bảo hành, phụ tùng đầy đủ. Tại sao này nó cải tiến, nó khắc phục sự cố. Hồi xưa nó có đời NS mà của da băng á, nơi bể lóc, còn đời này của Indo nó khắc phục luôn. Nắp xe lát rất là dày, ít khi nào bể lóc đó. Rất là dày luôn. Rồi nắp xe lát rất là dày. Ok. Ngon lành. Tại sao này nắp xe lát rất là cứng bà con. Cải tiến này khắc phục cái lỗi hồi xưa, bây giờ rất cứng, rất dày. Xưa xài thời gian thiếu nước thì nước là bể lóc, cái này nó rất là dày luôn. Tăng tuổi thọ của động cơ luôn. Con về bơm nước trang trục xới là vô tư luôn, rất đẹp. Đẹp rồi con ơi. Quá chát luôn. Nhập khẩu là nguyên khung nữa con, nguyên khung nhập khẩu nè. Nguyên khung nhập khẩu nó đây, nguyên khung nhập khẩu đây. Đẹp. .400 vòng trên phút nha bà con. Tôi cũng tôi nhanh nè. 12 ngựa. Indonesia. Rồi sản xuất nước ngoài tại Indonesia. Alo. Chăng với Sài Gòn anh. Rất đẹp tôi còn bé kim luôn nè, bé kim rất tiết kiệm dầu nè. Bé kim đó nè. Rất đẹp. Chắc chắn mà con à. Bà con có nhu cầu luôn nè, 088-635-607. Rất ngon, đẹp. Đây thùng lại. Mày nguyên cái khung sắt của nó nè. Nặng ghê. Nhập khẩu trực tiếp bà con, đóng thùng luôn nè. Nhập khẩu trực tiếp nguyên thùng nè, từ Indo luôn bà con.